Xin chào tất cả các bác nhé, xin chào toàn bộ các sưu tầm về kính cổ đồ xưa này. Hôm nay xin giới thiệu với các bác đây là một con kính đúc bồ la mi nha. Kính được nguyên zin toàn bộ, độ mới trên 90% này, khoảng 94-95% này. Và cầu giữa thì nó có một cái chuyện vuông luôn. Logo của hãng từ ngày xưa này. Cái chuyện vuông này. Và bên càng bên đây là càng trái nhá, đấy có tỷ lệ bọc vàng đấy, 40/1000 đấy, rất nhỏ đấy. Đang quay lúc 6 giờ 6 rưỡi tối nhá, hơi tối. Đúc bồ la mi bọc vàng của Pháp xưa. À, mọi thông tin chi tiết về kính bao giờ em ghi bên dưới video kèm theo điện thoại, số điện thoại Zalo, giá cả rất là rõ ràng, rất là chi tiết. Tất cả cái video nào cũng thế ạ.